Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 3 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng được quy hoạch ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và cán bộ giữ các chức danh tương đương đối tượng 3 khóa 1. Đến dự có ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 3 Đoàn Triệu Long. Tham gia lớp bồi dưỡng có 80 học viên là cán bộ các sở ngành địa phương được quy hoạch ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 và cán bộ giữ các chức danh tương đương. Lớp bồi dưỡng diễn ra từ nay đến ngày 24 tháng 8, tập trung nghiên cứu trao đổi 12 chuyên đề, bao gồm các vấn đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam, việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý về vận dụng các vấn đề tư duy và tầm nhìn phát triển Đà Nẵng, về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong cả nước và tại Đà Nẵng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị học viên phát huy trách nhiệm, tham gia khóa bồi dưỡng nghiêm túc, đạt chất lượng, tiếp thu, cập nhật những vấn đề mới, qua đó nâng cao nhận thức, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần phát triển thành phố.